múa với nhau, đang đang quyến rũ những con mái. Mình phải quay cái thước phim này lại. Đó là những cái khoảnh khắc thật tuyệt vời, nó đang múa nhau. Đó. Mình muốn đứng xa một chút. Đó, nó múa. Nó múa. Đó. Đây là thời điểm chúng đó. Đó. Tư thế này thật là tuyệt vời. Phải lâu lắm rồi mình mới quay được cái khoảnh khắc này. Quý vị các bạn muốn tìm hiểu về con đà điểu và muốn mua những cái sản phẩm từ con giống, trứng, da, thịt, có thể liên hệ thẳng với tôi 0163 5305 982. Chúng múa rất là đáng yêu. Đây là con đà điểu trống, nó đang thể hiện quyến rũ, đang quyến rũ. Đó. Múa. Mình không muốn đến gần quá để cho nó tự nhiên. Múa rất là đẹp. Và số điện thoại là 0163 5305 982. Rất là to, rất là ok. Đây, tôi phải chụp lại bức này.